Dạ, con chào hai thiền sư ạ. Hôm nay thì cũng gặp được hai thiền sư thì con rất là vui và chúc hai thiền sư bước sang năm mới được nhiều sức khỏe và nhiều bài pháp thoại hay ạ. Dạ, các thiền sư ơi, cho con hỏi vừa qua có cô Năm ở núi Cấm, trước kia thì thuyết pháp dạy đời, tu niệm và lo làm ăn và lo tu hiền cho các tín đồ Phật giáo được biết và được nghe để lo tu niệm. Và gần đây thì cô cũng có một giấc mơ tiên tri tận thế làm cho lòng dân xao xuyến và lo sợ, làm cho ảnh hưởng đến sự tu hành tinh tấn đó sư. Thì xin hai thiền sư cho cái sự chánh kiến về cái việc giấc mơ tiên tri tận thế của cô Năm núi Cấm này là như vậy là chánh hay là tà sư, về cái việc tiên tri như vậy là có đúng pháp hay không? Liêu Cà Mau là sập tràn lên mình. Ồ, vậy đó hả? Trước nhất là Cà Mau Bạc Liêu nghe. Mình thấy là mình nói ở dưới là ở dưới nó đồng bằng, nhưng mà nó sập từ dưới, nó sập dài lên, nước tràn lên trên An Giang mình luôn. Là cái đó cô biết luôn, cho cô giấc mơ thấy rõ ràng, Ồ, vậy đó mà Năm. cho giấc mơ thấy luôn mà, là từ Bạc Liêu Cà Mau sập, nước tràn lên trên thành phố Long Xuyên mình, tràn lên châu đốc mình, rồi là dân chúng chết sạch ráng luôn, cây cỏ liệt hết trơn, ở từ dưới mà tràn lên hoài. Cái nói vậy nè, bà con ráng đi về Long Xuyên sống, ráng về tới Long Xuyên là sống. Thì nó nằm ở trong cái tổn thức. Thầy nhắc lại lần nữa nè, con người ta đó có cái lục căn. Lục căn tức là cái lục thức của mình đó. Cái lục căn lục thức là lục trần á. Lục trần là tai mắt mũi họng miệng lưỡi đâu đó, thân xác ý đó. Còn chúng ta có thêm một cái thức nữa mà chúng ta không thấy nó, đó là cái thức tưởng. Mà cái thức tưởng nó nằm ở ở trong cái thức ý á. À, lục thức thì chúng ta đạt nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý lục à. Còn cái này nó có một cái thức tưởng nữa, nó nằm ở trong cái thức ý á. Tức là cái thức tưởng nó là từ thức ý sinh ra, mà tưởng nó là một thức, nó sinh ra nó ngang hàng với cái sinh luôn. Sinh của nó là ý nhưng mà khi ý sinh ra tưởng đó, thì cái tưởng đó nó nhiều khi cái tưởng mạnh hơn cái ý luôn, nó vậy luôn đó. Thành ra con người ta đó, khi mà chúng ta sắp cận kề cái nhịp cầu sinh tử đó, thì là các căn của ta nó yếu. Thí dụ đầu tiên là về nhãn đi, lúc đó con mắt chúng ta không có thấy rõ nữa, mờ rồi, gần như không thấy, nhắm mắt rồi. Nhãn nhĩ cái lỗ tai, chúng ta nghe con nghe cháu nghe người thân nói cái tiếng còn tiếng mất không rõ đâu, có nhiều khi cũng không nghe luôn. Nhãn nhĩ tỷ tiện ta nghĩ này kia, rồi tới cái nè, cái khẩu ý, cái khẩu con hết nói chuyện được rồi, con muốn nói hết được rồi. Tức là trong cơ thể của con, cái lục thức á, của con á, cái lục căn lục trần lục thức của con á, nó đã giảm rồi, gần như là mỗi cái nó giảm gần như mấy chục phần trăm, 40-50% rồi. Thì cái lúc đó là cái thức ý nó mới nổi lên, cái thức tưởng nó mới nổi lên từ thức ý. Đó, cái thức tưởng, thức ý và cái tâm đó, cái tâm cái ý và cái tưởng nó là kết hợp của ba thể đó, mà người ta gọi là linh hồn. Cái linh hồn nó không phải là nguyên cái thể xác như con người bước ra bước vào, có tay có chân, không có phải. Linh hồn nó chỉ là một cái khối suy nghĩ mà thôi, nó nằm ở trên não á. Thành ra khi con người ta mất đó, thì cái linh hồn của chúng ta nó trở về cái trạng thái nguyên tử. Nó là cái tế bào nguyên tử rồi, nó là cái thần thức rồi, nó không còn hình thể nữa, nó không có có hình thể nữa, nó không còn phải là con người có tay có chân có đầu có giò, nó không có phải.
nó không có. Mà cái tâm thức con ta nó chuyển ra bằng một cái dùng nhân điện của riêng mình. Cái nhân điện nó mạnh hay yếu mà thôi. Cũng như lúc sống các con có tù là dưỡng. Cái tâm thức của các con, cái thần thức các con tốt, mạnh. Thì cái lúc đó, cái nguồn nhân điện của con nó mạnh, nó trụ tốt hơn, nó chậm tan hơn. Còn yếu thì tan dễ dàng, tan biến lắm. Đó, gặp cái thời tiết, gặp cái nắng mưa tan biến liền. Đó, còn con thí dụ con có cái định lực tốt, con có cái định lực sâu, thì con giữ được. Đó cũng như các thầy nói khi mà đến khi chúng ta gần phải mà bỏ đi cái thân xác này đó. Dạ. Thì thầy đâu có để mà thầy mà chết đâu. Thầy vào đại định. Cái tâm cái ý của thầy, cái tưởng của thầy đi qua bên đại định hết trơn rồi. Cái thân xác nó bỏ quên mất tiêu rồi, chừng nào nó chết kệ đó. Dạ. Ta còn phía bên này của ta đây nè, ta đi theo nó. Bây giờ anh em mình để nữa. Con hiểu không? Tức là cái hướng nhập lưu của các thầy, người ta tính là đi bằng cái hướng nhập lưu đó đó. Tính vậy thôi, chứ còn chưa biết chắc là bước. Thấy rõ, nghe rõ, hiểu rõ, chứ không có mê tính mở tầm bậy bạ. Còn cái quy pháp á là không có cho quy nè. Ta thân nè, quỷ vật nè, ha. Rồi á là mê tính dị đoan nè. Ở trong quy pháp có nói rõ rộng này rất là rõ. Mà tại vì chúng ta không có chịu nghiên cứu lại, mà chúng ta học rồi bỏ quy y rồi, quy y rồi cái đem về dục đóng đó, chứ không chịu làm. Tôi nói quy y là phải làm y, chứ không phải quy y mà đem về dục đóng đó. Còn những người mà nghe ngóng được ở trên đó là sách vở, hay là mình được nghe ngóng ở trong đó là lời thuyết giảng gì của ai đó, mà mình nghe rồi mình để đóng đó, cái mình cho là quy quy, mà cuối cùng bây giờ đang phỉ báng Tam Bảo. Không, quy y pháp là không có mê tín dị đoan nha, không có ở nhập đồng bóng nha, mới gọi là. Mà nếu cái người mà còn ở nhập đồng bóng là cái người đó quy tà đạo rồi đó, tà đạo rồi chứ không phải quy pháp. Quy pháp Phật là không có như vậy. Quy pháp Phật là phải chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, rồi là chánh niệm, chánh định, phải giữ tám cái chánh đó đó, để mình trở về, để mình vượt qua mới được. Thì ở đây chúng tôi nói là đến đây ha, để quý vị thấy được cái chỗ nào là cái người đã có quy pháp. Nếu mà người Phật tử hay là không Phật tử mà mình có tính tâm quy pháp, tức là hướng về giáo pháp Phật để mà nói Phật, nói cái giáo lý của Đức Phật ra, đó là mình đã quy pháp rồi đó. Mình nương tựa về mình mới nói được chứ. Mà mình nương tựa về mình nói được, mà nói theo mê tín là coi chừng mình tà đạo luôn nha. Chắc chắn là mình tà đạo luôn đó. Tại vì mình đem chánh pháp mà mình nói lời tà đạo đó. Tâm chánh nói pháp tà, pháp tà trở thành chánh. Tâm tà nói pháp chánh trở thành tà. Quý vị tự nhận định đi, coi cái người mà nói cái chánh pháp của Đức Phật mà mê tín thì cái người này tà hay chánh? Người này là tà rồi chứ sao chánh được. Nói mà dẫn người ta mê tín dị đoan mà người đó tà rồi, thì như vậy dù người đó có nói chánh pháp đi chăng nữa thì cũng là tà đạo thôi. Thấy chưa? Cho nên ở đây chúng tôi nói và chỉ rõ cho mọi người thấy, chứ không phải nói để mà phỉ báng một người nào. Quý vị thấy rõ ràng không? Thì bây giờ đời Đức Phật dạy rất rõ bằng hai chữ từ bi và hỷ xả nha quý vị. Từ bi mà phải kèm kèm thêm hỷ xả nữa nha. Cho nên tất cả những cái gì chúng ta trong ở cõi Ta Bà này là trong sư Pháp Hoa diễn tả này, Đức Phật nói rằng tam giới gia di quả trạch mậu, ba cõi chúng ta đang ở đây đều là nhà lửa bốc cháy. Dù là chúng ta khổ hay là giàu, hay là nghèo, hay là gì là vui sướng, hay là giàu sang phú quý, hay là làm vua chúa đi chăng nữa, hay là kẻ bận cùng binh tí là tôi là mọi đi chăng nữa, hay là những người là mù tối, hoặc là những người sáng mắt, hoặc là những người là có trí tuệ, hoặc là những người ngu si, cũng đều nằm trong tam giới hết quý vị. Cho nên hôm nay thầy xin hứa nói với quý vị như thế này, để chúng ta nhìn thấy rằng cái sự bình đẳng của con người ở chỗ là con người mình biết thương con người, và chỉ sai lầm của mọi người mình nên xóa bỏ đi. Hôm nay thầy nói đây để cho chúng ta thấy những gì của chúng sanh trên cõi Ta Bà này sai phạm không phải một người ta sai phạm đâu, mà rất rất là nhiều người. Cho nên chúng ta mới ở đây để chúng ta tu tập này quý vị. Nếu mà chúng ta không sai phạm thì chúng ta không bao giờ ở đây tu tập, và chúng ta không sửa chữa, thấy không? Cho nên cái cõi này là cái cõi gì quý vị không? Ở trong kinh Đức Phật gọi cái cõi này là ngũ thú tập cơ địa. Đó, ngũ thú tập cơ địa là sao? Tức là trong đó có nhân, thiên, a tu la và quỷ thần và địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh quý vị. Là có năm cõi lẫn lộn với nhau, sống chung với nhau trong đây nè. Nhưng mà chúng ta được mang nhân phẩm người, có những người mang nhân phẩm người nhưng mà cái tánh á, cái hình dáng người nhưng mà cái tánh rất là ác. Có những người mang hình dáng người
chứ mà cái tâm rất là thiện, thấy không? Thì đây là cái chỉ cho chúng ta thấy là ngũ uất tập cơ địa là như vậy đó quý vị. Cho nên chúng ta nên chấn chỉnh lại mọi vấn đề. Khi chúng ta nếu muốn thật sự theo Phật thì chúng ta nên hướng Phật, chứ không nên mượn cái danh của Phật mà để chúng ta làm việc thần, việc quỷ, hoặc là việc ma đạo. Thì chính chúng ta đã tự nhốt chúng ta vào cái con đường khổ và triền miên trong sanh tử, và chúng ta khổ mãi, và sự quán thù đấy sẽ chất chồng lên mãi thì không bao giờ dứt được. Ở trong cái kinh Pháp Hoa Đức Phật nói như thế này nè, có một cái kiếp với Đức Phật làm đó là một cái vị là cư sĩ thôi. Đức Phật đi đến đâu thì Đức Phật gặp mọi người, Đức Phật cũng đều chắp tay xá chào hết. Gặp một vị nào Đức Phật cũng chào hết, là tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài sẽ là Phật nếu quý ngài tu đó. Ngài cứ nói như vậy mà gặp những cái vị tăng lượng mạng đó, cái gì biết không, là thậm chí là còn chửi cái câu này nữa đó. Sao mà cái thằng ngu trí tỳ kheo này ở đâu, từ đâu đến đây mà nói cái câu mà thọ ký cho chúng ta, thấy không? Tại sao mà ông là cái gì mà ông đến đây thọ ký cho chúng ta? Thì ngài vẫn đứng từ xa, ngài chắp tay là nói rằng là tôi không dám xin quý ngài, vì quý ngài tu sẽ thành Phật đó. Ngài cứ nói mãi như thế thì quý vị biết không, cái tiền thân mà cái người mà cư sĩ mà cạo cái đầu trọc để mà làm trả làm tỳ kheo đó ha, thì cái vị này được mang cái danh tỳ kheo là tỳ kheo nhẫn nhục đó. Thì cái vị này là tiền thân của Đức Phật Thích Ca đó quý vị. Cho nên đó là chúng ta phải suy nghĩ lại, và chúng ta phải nên học những cái gì trong kinh pháp nói để chúng ta thấy những cái con đường chúng ta tiến thăng lên ha. Thì dù là khắp giới chúng sanh, hay là dù là mỗi một chúng sanh nào, hay là dù một nhân vật nào, hay là dù một kẻ thù nào mà đã phạm sai lầm, thì chúng ta sao đối với cái đạo quốc gia nó là như thế này nè, ân hồng quá là ân xá phan hồng đúng cái gì, mà đối với đạo Phật là từ bi hỷ xã em, thì chúng ta hướng họ về điều lành bằng cách nào? Đem từ bi xóa bỏ hận thù em, đem tất cả tình thương nó mang lại sự hòa ấm đó. Thì tất cả nhân tộc, có là nhân loại và chủng tộc, đồng loại và tất cả là những người trên thế giới, thì chúng ta mới được cái hòa bình. Quý vị biết không, một thời gian cách đây hơn 2500 năm, chiến tranh đã loạn lạc, sự tàn sát đã lẫn lộn với nhau quá nhiều rồi, mà bây giờ nếu chúng ta tiếp tục nữa thì chúng ta càng thêm khổ và mọi người càng thêm khổ, không có ngày nào ra được. Ngài Địa Tạng, ngài thấy vậy đó, cái sự lương chuyển của chúng sanh luân hồi trong cõi lục đạo luân hồi này nè, ngài thấy rất là rõ, cho nên ngài mới quán nhân duyên chúng sanh. Ngài thấy rằng chúng sanh sẽ lăn lộn trong cõi ta bà này như một cái sợi dây chuyền và như một cái dòng nước xoáy gì đó quý vị ha, như một cái dòng nước xoáy gì đó, lăn vô lượng a tăng kỳ kiếp, khi chuyển làm người, khi chuyển làm thú, khi chuyển làm vật, khi chuyển làm quỷ, khi chuyển làm ma, khi chuyển tất cả làm chư thiên, và rơi vòng vòng trong tam giới này mãi mãi như thế. Cho nên ngài mới phát nguyện, khi nào tất cả những chúng sanh trong tam đồ khổ thành Phật rồi, ngài mới thành ha. Thì như vậy là hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cho quý vị để chúng ta thấy cái tình thương, đem tình thương xóa bỏ hận thù thì chúng ta sẽ thành tựu được tất cả, dù là cái người đó sai phạm. Nhưng mà nhớ nha quý vị, nhớ một cái câu này nè, nếu chúng ta nói rằng chúng ta đi theo Phật thì phải một lòng hướng thiện, chứ không mượn danh hiệu của Phật mà làm những việc thần đạo nha, không mượn danh hiệu của Phật mà làm những việc tà thần nha, không mượn danh hiệu của Phật để làm những việc mê tín dị đoan sai chính đạo nha. Tại vì trong cái phần quy pháp của quý vị có nói cái phần mà người quy pháp quy hướng về Tam Bảo đó, hướng về cái giáo pháp của Phật là không có mê tín dị đoan, không có làm những chuyện tà thần tà dại nha, thì chúng ta mới thoát khỏi được tam đồ khổ. Còn nếu người nào mà còn gì liếm tiếp cái ái này cũng giống như là trâu bến đuôi vậy đó ha, thì quý vị sẽ khổ trong sanh tử triền miên và rơi trong tam đồ ác đạo không bao giờ dừng. Ngay trong kiếp này chúng ta được làm người ha, có đủ 6 căn, nhưng mà sau khi chết kiếp này rồi, cái phước báo của đời này chúng ta hết rồi, thì đời sau chúng ta chuyển lại trong tam đồ ác đạo, chúng ta không thấy được Phật pháp tăng và chúng ta không được nghe chánh pháp em. Và khi chuyển đời làm người, quý vị biết không, trong kinh Địa Tạng nói những người đó sau khi chuyển làm người á, tôi biết câm ngọng tàn tật em, rồi nghèo khổ khốn khổ do bị những nghiệp ác nó ràng buộc vào thân đó. Thì bây giờ hôm nay chúng tôi chia sẻ cùng quý vị ha, thì cũng mong cho quý vị hướng tâm về chánh đạo thật sự, và đừng nghĩ tà quỷ nữa mà đem vô để tá mình, để mà mình tự quỷ hoại chánh pháp nữa, thì cái tội này không thể lường được nha. Ở đây thầy không thể gánh giùm quý vị được nha, ai ăn nấy no ha, ai co nấy ấm, ai tu nấy nhờ, ai làm nấy chịu nha. Ở đây hôm nay thầy nói lời này để quý vị tự ý thức giác ngộ cuộc đời của mình, chứ không nên là chúng ta bị bán nhau nữa, và chúng ta không nên là xem thường với nhau nữa. Giống như trong tinh thần Kinh Pháp Hoa đó,
tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài tu sẽ thành Phật mà phải tu mới được nha. Quý ngài phải tu mới được, nếu không tu là không có thành đó. A Di Đà Phật, xin hồi hướng công đức này trang nghiêm tịnh độ thượng báo cước trọng ân, a tế tam đồ cổ cảnh kiến của quyền thất tổ nội ngoại tiên linh thúc bá đại huynh cô gì đi mũi thừa tu tam bảo siêu sanh tịnh độ cùng hiện tiền chứ gì. À, lúc tiên hộ pháp chư vị quý thần nơi ngôi tam bảo này, à, cùng quý vị ai thấy nghe trên cộng đồng mạng hôm nay cũng nương nhờ cái giáo lý, tuy rằng không nhiều nhưng mà chúng ta tỏ ngộ được cái chỗ việc làm sai đúng của chúng ta để chúng ta hướng về con đường lành thật sự, thì thầy xin hồi hướng công đức này cho quý vị cùng gia đình ha.